Thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên trừ khi ăn uống, vệ sinh cá nhân, phải thay khẩu trang 2 lần một ngày, khử khuẩn bằng cồn hoặc nước sát trùng trước khi bỏ khẩu trang. Thường xuyên khử khuẩn tay các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo sau khi sử dụng tiếp xúc với các vật này. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần một ngày hoặc khi cảm nhận thấy có dấu hiệu sốt ớn lạnh, ghi chép nhiệt độ và báo cáo cho nhân viên y tế hàng ngày. Cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, bổ sung vitamin và khoáng chất thường xuyên. Tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút một ngày. Yêu cầu nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm lại hoặc được hướng dẫn tự xét nghiệm tại nhà sau 7 ngày cách ly. Khi có một trong các dấu hiệu sau, bạn cần gọi cho nhân viên y tế ngay lập tức để có sự hỗ trợ về y tế và theo dõi tiếp tục về sức khỏe. Sốt trên 37,5 độ C, ho, đau họng, tiêu chảy, cảm thấy hơi thở ngắn lại, khó thở, cụ thể là bạn không thể hít thở và nín thở đủ 10 giây. Để kế hoạch được triển khai đạt hiệu quả cao, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị, lực lượng hỗ trợ tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ người nhiễm COVID-19. Công ty AA xin gửi tới bà con thông tin hướng dẫn kỹ thuật trồng điều ra nhiều trái. Bà con chú ý lúc điều bắt đầu ra bông là thời điểm dễ bị sâu ăn bông, bọ xít, muỗi, bệnh thúi bông do nấm gây thất thu năng suất. Để đảm bảo bông điều không bị hại, bà con có thể sử dụng thuốc y tế cho thực vật của công ty AA. Thuốc trừ bọ xít mũi và sâu ăn bông có AA Pet 50EC, AA Alpha 5EC, AA Cyber 10EC được đặc chế cho cây điều, có mùi thơm nhẹ, đánh lừa mũi bọ xít khi phun. Thuốc trừ nấm gây thúi rụng bông có trừ bệnh Manco Anton 80WP, Master Top 325SC, phun định kỳ theo hướng dẫn cách nhau 10 ngày một lần, vào sáng sớm hoặc chiều tối. Chú ý nên phun bình điện và khi trời lặn gió để đạt hiệu quả cao nhất. Đến giai đoạn đậu trái non, cần hạn chế điều ruộng trái sinh lý. Để tránh thiếu hụt canxi nitrat và bo, cần phun ngay phân bón canxi nitrat bo để bổ sung các nguyên tố này trực tiếp cho trái điều không bị rụng. Công ty AA hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp bà con có mùa điều bội thu. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh huyện Bù Gia Mập hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.